Chào anh em, đây là cái cụm chung cư tại Vinhome Ocean Park, phân khu Sapphire. Trước mặt đây chính là cái tòa chung cư S201. Đó, tòa sáng mỏng 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 ở phía trước. Bây giờ là khoảng 6 giờ 20 tối. Phân khu Sapphire S2 và S1 thì S2 sẽ bàn giao vào khoảng tháng 3, tháng 4 này, và sẽ một đợt bàn giao nữa vào khoảng cuối năm 2020. Thì bây giờ chủ đầu tư đang hoàn thiện nốt cái phần phía trong như nắp điều hòa và cửa kính, một số cái tầng mà đang sáng đèn đấy chính là họ đang thi công ở phía trong. Hy vọng thì cuối năm nay một cái lượng cư dân sẽ khoảng 50% sẽ đổ về đây sinh sống, thì nó sẽ tạo ra cái sinh khí cho cái dự án. Nó tương tự như những cái căn phòng bây giờ đang sáng đèn thì sẽ tương tự như những cái căn hộ về sau mà cư dân sẽ ở. Rất đẹp lung linh luôn. Ở đây thì cái biểu tượng có cái quảng trường ở phía dưới đây, thì họ đang chạy thử cái hệ thống phun nước đấy, phụt cả lên. Bên cạnh này là các cái tòa S219, S218. Bên cạnh thì tòa bọc màu xanh là tòa VinFast. VinFast hiện tại xây đến tầng thứ 8 rồi. Công trường mặc dù đã hơn 6 giờ tối rồi nhưng mà vẫn thi công rất là tấp nập. Thậm chí ở đây họ còn thi công về đêm luôn. Hiện tại thì mình thấy có một số các bạn đã nhận cái quỹ hàng khách gửi để cho thuê, thì giá căn hộ ở đây cho thuê nó sẽ dao động khoảng từ 5 đến khoảng 10 triệu. Từ căn studio đến căn 3 ngủ. Đây thì thiết kế của Vin này mình nhìn họ làm giống Thượng Hải hoặc là Singapore. Thấy gu như vậy. Nó sôi động. Gu sôi động. Gọi là thành phố không ngủ cũng đúng. Về sau nếu cư dân về rất là đông. Rất là đông, và ở đây nó có cái hệ tiện ích sử dụng được 24 giờ, kinh doanh được 24 giờ, nên là thành phố không ngủ cũng đúng. Tất cả các cái tòa chung cư mà đã hoàn thiện rồi thì các bạn nhìn nó rất là sạch sẽ. Ban ngày các bạn đi qua ấy, thì nhìn các cái khu cửa thoáng, các cái chỗ lô ra thì nó nhìn rất là sạch, cửa kiếc, cửa kính, kể cả các cái căn shop house chân đấy ở phía dưới họ lau rất là sạch, làm đến đâu sạch đến đấy. Hiện tại theo một số cái thông tin thì Vingroup có đề xuất là làm cái đường nhánh sẽ từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đường quốc lộ 5B sẽ nối thẳng xuống cái trục và đường 52m của dự án, sẽ làm đường nhánh cắt giao, chuyển giao giữa đường cao tốc xuống thẳng trục chính của dự án. Và Vingroup có đề xuất xây hai cái cầu vượt kết nối cái đường gom ở chỗ song song đường song hành với cái cao tốc 5A 5B. Và cái đề xuất thứ ba đấy là chính là cái khu nút giao Cổ Linh sẽ cũng đề xuất một cái kết nối hạ tầng giao thông phía đấy để
phát triển cái trục dự án của Vingroup ở phía Đông Nam Hà Nội, cụ thể là Gia Lâm và Hưng Yên trong thời gian tới. Hiện tại thị trường đang dục dịch có những cái thông tin về dự án Dream City ở Văn Giang, Gia Lâm khoảng 480 hectare đã đền bù xong đất cho dân và công bố quy hoạch 1.500. Thì nó cũng cùng với trục dự án Vinhome Ocean Park và nó nằm bên cạnh quốc lộ 5B Hà Nội Hải Phòng, Hà Nội Hưng Yên, Hà Nội Hải Dương và nó thuộc địa phận Văn Giang Hưng Yên. Ở đấy thì cũng quy hoạch là một khu đô thị sinh thái mang thương hiệu là Vinhome Dream City Văn Giang, một khu nhà ở cao cấp. Thì mình cũng chưa tìm hiểu kỹ cái dự án đấy và trong tương lai thì có những cái thông tin ngoài lề đấy là những cái dự án khác của Vingroup sẽ triển khai ở Mỹ Hào, ở Văn Giang, ở thành phố Hưng Yên và một số dự án khác. Nói chung là cái khu vực Đông Nam Hà Nội thì cái trục đường vành đai 3,5 và cái cao tốc Hà Nội Hải Phòng nó sẽ là những cái điểm huyết mạch kết nối cái hạ tầng giao thông của các dự án của Vingroup tới trung tâm thủ đô Hà Nội và cũng như cái sự chuyển dịch về cái dân số cơ học sẽ chuyển dịch ra cái vùng ngoại ô cùng với cái hạ tầng kỹ thuật khi mà Vingroup họ hình thành các cái khu đô thị và có người ở về đây. Mình chưa rõ là những cái đỏ đỏ xanh xanh đấy mà nó như kiểu tia laser rọi ấy thì đấy, chấm chấm đỏ đỏ rất nhiều luôn, có cả chấm xanh nữa, có thể là cái chấm từ cái cầu nó chiếu ra. Đây là 21 tòa chung cư tại phân khu The Lake hoặc Sapphire 12. Chủ đầu tư Vinhome đang cấp rút hoàn thiện để bàn giao tới tay khách hàng. Hy vọng là dự án này sẽ có một cái lượng khách hàng đến ở, cư dân mới sẽ rất là đông đúc và chuyển dịch cái cơ cấu dân số từ nội đô Hà Nội về đây. Những người mà thích những cuộc sống trong lành, bình yên và đầy đủ tiện ích thì hãy chuyển về Vinhome Ocean Park và kéo theo cái hệ sinh thái việc làm của mình. Như mình thì mình sẽ ở bên Eco Park và mình sẽ làm việc tại bên Vinhome Ocean Park. Cái gu của mình thì gu thích cây nên mình thích ở bên Eco Park hơn. Thực ra thì dự án của Vinhome Ocean Park cũng rất là đẹp và hiện đại, nhưng cái gu của mình thì nó sẽ khác hơn mọi người. Mình thích yên tĩnh nên mình thích chọn Eco Park. Có một câu rất hay của chủ tịch tập đoàn Eco Park, đấy là bác Hà, bác có bảo là một dự án thành công hay thất bại thì nó sẽ biểu hiện qua các cái ô cửa sáng mỗi khi đêm về. Thì nếu mà trong khoảng thời gian khoảng 3 năm nữa thì hy vọng là tất cả các cái ô cửa sổ hoặc là những cái căn hộ tại Vinhome Ocean Park sẽ rực sáng và sẽ biến đây, nơi đây sẽ thành địa trung hải và là cái điểm phải đến của khách hàng, của cư dân trong những cái năm tới, cùng với hệ thống sinh thái du lịch giải trí Vinpearlland và Safari ở bên kia cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Cụm này thì chủ đầu tư mới hoàn thành được khoảng những cái tòa chung cư này đạt khoảng 40%. Còn cái đoạn từ cái chỗ bãi đất trống kia mà chưa xây đến khu cái cổng chính dự án Vinhome Ocean Park, cái tháp màu đỏ phía xa các bạn nhìn thấy, thì nó sẽ rơi khoảng mấy chục tòa chung cư nữa. Tổng dự án có 66 tòa, ở đây nó là 21 tòa rồi. Và phân khu Ruby hiện tại cũng có vài tòa rồi. Nó còn một nửa nữa là chưa xây dựng.